Nói thiệt, trong những ngày quay, ngày hôm qua đến ngày hôm nay rồi thì luôn luôn có sự nhiệt tình của mình cũng như là sự hỗ trợ từ AS Mobile đúng không em? Đúng không? Đúng nha mọi người. Thì Ngọc Én cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà tham gia bộ phim Cầu Lai phần 2 như thế này. Đúng Na. Na thì hôm nay thì cũng khá là thấm mệt nhưng mà cô ấy vẫn quyết tâm để mà hoàn thành cái bộ phim Cậu Là Ai phần 2 này đúng không em? Đúng nha mọi người. Đúng. Ok mọi người. Hay cho mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với AS Mobile. Kênh AS Mobile. Thì hôm nay mình đi quay bộ phim Cậu Là Ai phần 2 và sẽ có rất là nhiều diễn viên có mặt trong ngày hôm nay, đặc biệt rằng có tôi, và mình sẽ đi tham quan một vòng cùng với AS nha. Ok. Có phải là chị Na gây mê không? Đúng rồi, chị Na gây mê. Trời ơi. Na em hôm nay em thấy như thế nào? Thấy bình thường như hả? Như mọi lần. Như vậy là bé Na đã đi diễn rất là nhiều rồi. Và hôm nay bé Na cảm thấy rất là tuyệt vời. Rất là cảm thấy vui. Đứng thẳng lên em. Rất là cảm thấy vui vẻ khi mà có mặt trong cái bộ phim Cậu Là Ai phần 2. Không biết là Cậu Là Ai phần 1 thì khi mà em xem qua em thấy như thế nào Na ha? Em thấy bình thường. Thì Na cảm thấy rất là hay với cái trình độ diễn xuất của mình cũng như mọi người. Na cảm thấy rất là hứng thú với bộ phim và quyết định là sẽ có mặt trong ngày hôm nay để quay tiếp Cậu Là Ai phần 2. Với Cậu Là Ai phần 2 này thì em đánh giá về cái vai của mình như thế nào ạ? Em thấy cái vai của em cũng giống mấy lần trước đó. Như vậy là cái vai của Na nó đã đổi mới hơn nhiều nha mọi người. Thì Na cảm thấy rất là thích cái vai này vì nó thể hiện được cái tính cách của Na Game. Cảm ơn Na rất là sai nhiều. Sai rồi, cái vai này em hiền lắm, em chưa có tính cách của em vậy lúc này. Na nói rằng là cái vai này thì với trình độ của Na đây vẫn đang cố gắng để hoàn thiện được hơn với cái vai này. Mặc dù cái vai nó hơi khó vì Na rất là hung dữ, nhưng mà khi mà có cái vai hiền như thế này thì nó cũng rất là khó cho Na, và Na cũng đang rất là cố gắng trong bộ phim Cậu Là Ai phần 2 này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em. Tuyệt rồi. Xin lỗi. Mọi người ơi, mình thấy có Ngọc Én. Thấy không? Phải Ngọc Én không ạ? Dạ vâng đúng rồi, cho em một muỗng nước được không ạ? Rồi. Én hôm nay đã diễn từ hồi sáng đến giờ, từ lúc 5 giờ sáng đến bây giờ rồi nha mọi người, nên là hơi mệt một xíu, đã ngồi uống nước. Em thấy bộ phim Cậu Là Ai phần 2 với cái vai của mình em thấy như thế nào? Mặc dù là cái tính cách không phù hợp với em lắm, nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm mới cho em và một cái thử sức vào vai mới cho em. Như vậy thì Én nói là về cái tính cách của cái này thì khá là tương đồng với Én ở ngoài đời, nên là Én đang cố gắng hết sức để mà mình có thể trình diễn được cái vai của mình thật là trọn vẹn. Hôm nay thì em tới đây vào lúc mấy giờ hả? Em tới đây vào lúc 7 giờ ạ. Diễn từ hồi sáng đến giờ, từ lúc 5 giờ sáng đến bây giờ rồi nha mọi người, nên là hơi mệt một xíu. Mày lừa bố mày. Vậy là Én tới đây vào lúc 5 giờ sáng, nhưng mà quay là lúc 7 giờ nha mọi người. Đầu tiên hồi nãy em mới nói 5 giờ sáng xong. Em nghĩ là chắc là cắt ghép được ha mọi người. Cắt ghép được nha edit. Em thấy hôm nay là, có phải là hôm nay là ngày lần đầu tiên em vào Sài Gòn quay hay không? Quay một bộ phim dài tập. Vâng, đúng rồi ạ. Wow. Và cảm xúc của em giờ này như thế nào? Em rất là vui và cũng hồi hộp. Vui là nhiều tại vì mọi người ở đây rất là thân thiện. Cái gì cũng kiểu như là giúp đỡ em. Mặc dù là em làm không được tốt lắm nhưng mà mọi người vẫn động viên, mọi người vẫn cổ vũ và bỏ qua. Nên em rất là vui. Vậy là Ngọc Én đã chia sẻ rằng là khi mà đến đây có anh AS rất là đẹp trai. Đúng. Và hỗ trợ Én rất là nhiều. Đúng. Từ khâu chuẩn bị cũng như di chuyển này nọ thì có anh AS đẹp trai ở đây thì nó không lo gì cả các bạn ạ. Đúng. Rồi, cảm ơn Én rất là nhiều. Dạ vâng ạ, em nghĩ rằng là chiếc clip này chắc là các bạn tự hiểu rồi ạ. Ok mọi người, và bây giờ thì tạm biệt Ngọc Én, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm những người khác nha mọi người. Let's go. A few minutes later. Ủa, anh Kun. Hello anh. Ủa, hôm nay anh đi đâu đấy? Hôm nay anh đi support hỗ trợ cho AS Mobile. Wow. Hôm nay mọi người thấy AS Mobile đẹp không? Oh, every time I see you. Thì hôm nay
anh cảm thấy thế nào? Giống như hôm nay là Cậu Là Ai phần 2, đợt trước thì anh đã là đạo diễn của Cậu Là Ai phần 1, và hôm nay thì anh là extra của Cậu Là Ai phần 2, thì anh cảm thấy như thế nào? Thực ra là anh đang rất là hồi hộp. Tại vì cái đợt này đã AS Mobile bật mí nha, AS Mobile đã bỏ ra chi phí rất là lớn luôn á. Wow. Trời ơi. Đó. Rớ nước mắt luôn. Nhưng mà anh nghĩ là kịch bản đợt này cũng đầu tư hơn này, và thực ra là bật mí là nó cũng một chút gì đó kinh dị á, mà AS Mobile, đây là idea của AS Mobile nha, ý tưởng AS Mobile nha. Và AS Mobile là muốn truyền tải một cái nội dung rất là sâu sắc ở trong bộ phim này. Mong rằng là tất cả các bạn nhỏ và các fan của AS Mobile này, của S và của Heavy nữa, thì mọi người sẽ đón chờ bộ phim này và đón chờ sự comeback của AS Mobile trong sản phẩm mới nhất. Rồi, ok, cảm ơn anh Cool. Yes. Thì nhưng mà hôm nay em hơi buồn là tại vì em đã đẹp rồi nhưng mà anh lại muốn chiếm spotlight của em, nên là kiểu anh hãy đi đi. Kiểu tự nhiên nó bé. Thôi. Ok, và mình tiếp tục gặp một nhân vật rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Oh my god. Chúng ta bắt đầu gặp một nhân vật rất là đặc biệt. Hello. Hello Linh baby. Hôm nay đẹp chưa? Nói em gì sao tự nhiên cái đang bị sưởng. Hôm nay Linh đến đây vào lúc mấy giờ? Em đến lúc 8 giờ. Linh có thấy cái vai của mình nó như thế nào khi mà đọc qua cái kịch bản chưa? Vai của mình thì nó hơi kiểu là hiền một tí, có những cái cảnh ăn hiếp. Nhưng mà em bật mí nha anh, cái đó nó ngược với em ngoài đời. Ủa vậy là ở ngoài đời là em hay ăn hiếp người ta đúng không? Không hay đánh đập? Ủa không ạ? Nhưng mà em hơi mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn chứ không? Nên là cái vai này sẽ giống như là một con người mới của em vậy đó. Wow, vậy đó cũng là một cái thử thách dành cho Linh Baby. Đúng rồi. Thì AS rất là vui khi mà có sự hiện diện của Linh ngày hôm nay và mời được Linh tham gia vào bộ phim Cậu Là Ai. Thì đây cũng là một cái bộ phim mà AS rất là tâm huyết, muốn gửi một cái thông điệp đến cho tất cả mọi người khi mà họ xem phim. Cảm ơn Linh Baby rất là nhiều, và chúng ta bắt đầu xem cuộc hành trình Cậu Là Ai phần 2 nha mọi người. Dậy đi ông cháu ơi, sao rồi đấy? Hey, trưa mọi người. Và như vậy thì bây giờ cũng đã là 11 giờ trưa rồi các bạn ạ. Và các bạn thấy không? Đây, có một con bé. Em đói, sao em đói? Tôi không biết là con bé này nó làm gì các bạn ạ. Đã lên trễ rồi, còn ngồi ăn hết cái vựa trái cây của không, nhà mình không, nữa. Không có nha, em đói em sao? Chứ sao? Anh mời em lên đây làm bếp cha mà. Hả? Trời ơi, dễ đâu mời được em. Ủa em đi đâu đây? Thì ít ca nhưng mà được mời. Ủa, vậy là em diễn vai gì? Ai mà biết được. Cô học sinh ngoan ngoãn. Cô học sinh ngoan ngoãn. Ok. Rồi hôm nay em thấy như thế nào khi mà được đóng góp vào bộ phim Cậu Là Ai phần 2? Thì là đây là bộ phim đầu tiên. Thì em rất là vinh dự. Không cần phải nhắc như thế đâu, người ta chỉ diễn sâu thôi. Ok, vậy thì vì... Ủa, em chưa cảm nhận xong mà. Em đang lấy hơi. Ok, cảm ơn rất là nhiều vì những lời chia sẻ của bạn Vi. Và bạn Vi đã chia sẻ thì hôm nay bạn ấy rất là vui và rất là háo hức để mà cùng tham gia cái tập phim Cậu Là Ai lần này. Rồi, và như vậy thì chúng ta sẽ có... Đây là Khánh. Ủa? Hả? Thôi em ăn tiếp đi. Ok, như vậy là Khánh đã chia sẻ là mặc dù rất đói nhưng mà bạn ấy vẫn cố gắng tới đây để mà đóng góp vào cho bộ phim Cậu Là Ai phần 2 thế này. Nói chung là mệt lắm luôn á, sáng giờ mệt lắm luôn á. Anh phải trả thêm tiền đi. Thôi đi em cho đưa ra, đi em qua đây. Rồi, rất mệt. Chơi chừng em nhá. Qua đây. Đúng. Sao anh làm được sụt nào chưa? Rồi. Em đang làm gì đó? Mà em có thấy anh ấp đâu? Em ngồi thẳng lên đi, em đang làm gì đó? Hả? Em đang thăm ngàn. Đố mọi người đây là ai? Đấy. Em mới. Ủa sao mà bây giờ em nhiều màu vậy? Hả? Sao nó ra màu nó đi nhùm lại đâu? Bây giờ màu xanh nè, màu tím nè, màu đen nè, anh, màu. Anh đến sẽ được mấy màu? Màu trắng nè, trắng, đen, xanh, tím, vàng, nâu.
Thấy em nhục vào đầu chất không? Wow, chất. Được rồi nói đấy. Chất. Nhìn chất định. Công nó đây. Hôm nay thì anh Phô sẽ là một học sinh ngoan ngoãn và bị má, hiếp. Nghe đồ nó làm bị bắt nạt. Bị hiếp, ăn hiếp. Bị ăn hiếp. Thì nếu mà em muốn hỏi thì hỏi cái bà ở phía sau lưng của Vân á. Đấy, ở đó đó. Cái gì vậy em? Đó, bà đó sẽ cho em là bị vai, là bị đập. À, tí nữa là sẽ bị đánh nữa, cầm cột, đập vào đầu nữa. Ừ. Má, em cuông cấu em chơi ngược lại nha. Ok. Mình có không bé? Ủa, hình như là Ngân Kim đúng không? Ê, Ngân Kim nè mọi người, trời ơi Ngân Kim. Trời ơi. Chị cho em phỏng vấn một xíu được không chị? À, chị Ngân Kim đúng không? Chị Ngân Kim mà idol trong công ty Heavy nè. Wow. Ở đâu ra ba? Chị à, bây giờ em gái chị đang ở đâu rồi chị ha? Ở nhà anh. Em có thể xin interview em gái chị được không ha? Không ạ. Nhưng mà tại sao kỳ vậy chị? Người ta nói ở trong gia đình á, mà kiểu có chị em á, thì thường là em sẽ xinh hơn chị. Mà sao chị xinh hơn em? Không. Ê. Kỳ vậy. Sao kỳ vậy? Đúng rồi, khen nó mà sao chị lại xinh hơn em dữ vậy? Cảm ơn, em cũng không biết sao nữa, cha sinh mẹ đẻ ra đúng vậy. Rồi. Con bé này nó kêu là do chị ăn hết cơm hết cháo của em nên là bỏ đói hơn em nên em xấu hơn chị là vậy đó. Đó. Cắt, tốt lắm. Tốt lắm, cắt. Sự thật mà nó luôn luôn phủ phàng vậy đó. Ta đi đây. Em nói gì? Em quay với anh em bị căng thẳng. Giờ vậy thì được quay với người nổi tiếng. Giờ tiễn được gặp anh em bị run quá. Okay. Nhỏ lớn không được gặp. Con bé nó bị vậy á các bạn à. Thôi tôi đi đây. Bye bye mọi người. Ok mọi người. Xung quanh tôi là gái đẹp. Nhưng mà đấy. Các bạn diễn nào? Diễn. Nhưng mà tôi đã có vợ rồi. Lên nhạc. Lên nhạc. Lên xuống đi. Lên lên. Đâu. Hello mọi người, và đây chính là Gia Huy, một người bạn của mình ở trong Cậu Là Ai phần 1. Đến với Cậu Là Ai phần 2 thì anh có cảm xúc như thế nào ạ? Mình thấy rất là vui khi mà được trở lại với Cậu Là Ai phần 2. Hy vọng là qua bộ phim này mọi người lại tiếp tục ủng hộ cho tụi mình nữa nhé. Nhớ ủng hộ nha mọi người. Ok. Ở cảnh phim ngày hôm nay thì bọn mình sẽ tổ chức một buổi tiệc bể bơi các bạn ạ. Và ở trên bàn sẽ có rất là nhiều đồ ăn. Bé được đấm chứ. Và phía bên này là một cái bánh pizza khổng lồ. Và đây có món chai đẹp. Wow. Món bên này là món BD đẹp. Hả? Vậy? Ok, ok. Và ở trên bàn chúng ta có dĩa trái cây. Và nếu như các bạn muốn ăn hoa, ăn quả thì qua bên đây mà hái ha. Đấy, chúng ta thấy này, hoa quả bên này thấy không, rất là nhiều, hái thoải mái. Sao em phỏng vấn hả? Em có ý kiến gì không? Em nói gì đi, em có ý kiến gì không? Ý kiến là anh ép nói quá nhiều mọi người ạ, mình cảm thấy rất là đau đầu. Như vậy thì Ngọc Én có đôi lời muốn chia sẻ là mình rất là nhiệt tình. Đúng. Nói thiệt là trong những ngày quay ngày hôm qua đến ngày hôm nay rồi thì luôn luôn có sự nhiệt tình của mình cũng như là sự hỗ trợ từ AF Mobile đúng không em? Đúng không? Đúng nha mọi người. Thì Ngọc Én cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà tham gia bộ phim Cậu Là Ai phần 2 như thế này. Đúng nè.
Na thì hôm nay thì cũng khá là thấm mệt nhưng mà cô ấy vẫn quyết tâm để mà hoàn thành cái bộ phim Cậu Là Ai phần 2 này, đúng không em? Đúng 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 nha mọi người. Đúng đúng. Ok mọi người. Hello mọi người, và mình đang hóa trang thành một con zombie. Ui sợ quá, sợ quá. Thực sự thì đây là một cảnh phim khá là rùng rợn. Và con quỷ Na nó đang bật nhạc, mình tức quá mình đập cho nó một đập ra. Rồi ok nha mọi người. Đấy, hôm nay là ngày quay thứ ba rồi và mọi người cũng khá là thấm mệt. Thực sự thì ai cũng đang rất là háo hức để mà quay cho xong bộ phim này và rất là tâm huyết luôn nha mọi người. Nãy giờ học kịch bản rất là nhiều luôn. Đúng mọi người. Thế do mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình quay phim rồi. Và ở phía sau, dàn diễn viên đang ăn. Ngọc Yến, Nagime, anh Minh, anh Huy. Diễn viên à, hơi bị đẹp trai. Còn anh này thì là đạo diễn nha mọi người. What's up, what's up? Anh ấy là đạo diễn của bộ phim 7 tới 1 tỷ rưỡi nha mọi người. 700 đến 1 tỷ rưỡi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chắc không biết là tối nay có xong hay chưa nữa. Nhưng mà nếu mà còn cái gì quay thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bye. Có để nhậu nữa. Có hả? Để sau đi, tự nói vào đây rồi.